Năm 2018, ông Nguyễn Công Quyền ở xã Tây Thành, huyện Yên Thành đưa cây bưởi da xanh về trồng trên đất đồi. Với 550 gốc bưởi trồng trên diện tích đất 2 hecta mà trước đây gia đình ông trồng keo nguyên liệu. Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên cây bưởi trên vườn đồi của gia đình ông phát triển tốt. Theo đó, chỉ sau 3 năm trồng bưởi cho thu hoạch, mỗi năm gia đình ông có doanh thu khoảng 400 triệu đồng từ cây bưởi da xanh. Khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy cái bưởi da xanh là một cái sản phẩm rất là giá trị. Nó ăn vừa ngon và cái hiệu quả kinh tế nó cũng cao. Thành ra là sau khi tìm hiểu thì gia đình quyết định là trồng cái bưởi da xanh này. Cái này thì khả năng thích ứng của nó cũng rất là cao, nhưng mà nó đòi hỏi là mình phải đầu tư chăm sóc nó cẩn thận hơn. Từ hiệu quả mô hình trồng bưởi da xanh trên đất đồi của gia đình ông Quyền, nhiều hộ trong xã Tây Thành đã mạnh dạn chuyển đổi từ diện tích trồng keo và vườn tạp sang trồng bưởi da xanh. Với giá dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng một kg, bưởi da xanh cho giá trị kinh tế khá cao. Và quan trọng, đây là giống bưởi ngon nên dễ tiêu thụ trên thị trường. Bưởi thì nói chung là được không có bạn đâu. Năm ngoại năm đấy là rã lửa thứ hai gì nè. Năm ngoại là lửa đầu tiên, năm đấy thứ hai thì năm ngoại thì nếu mà tẩy một to là mình bán 60.000 đến 40.000. Cái loại mà rẻ nhất là 30.000. Là xã có diện tích vườn đồi rộng, hiệu quả kinh tế từ vườn đồi thấp nên việc đưa cây bưởi da xanh vào trồng trên đất đồi đã giúp nhiều hộ dân tại Tây Thành tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp và hiệu quả. Với trên 30 hecta bưởi và thời gian tới người dân sẽ mở rộng diện tích trồng bưởi da xanh, nên hiện nay xã đang xây dựng các mô hình trồng bưởi Việt Gáp nhằm nâng cao giá trị cho loại cây ăn quả này. Trong thời gian tới thì để mà trồng được bưởi nâng cao thì là xã đang phát triển cái mô hình bưởi da xanh, và trong tháng 10 vừa rồi cũng là đã cấp cho chứng chỉ Việt Gáp cho 7 hộ với diện tích là 10 hecta là cấp chứng chỉ Việt Gáp trên cái bưởi á. Thì trong thời gian tới ủy ban xã và ủy ban nông nghiệp thì là đang nhân rộng cái mô hình bưởi da xanh này, và một số đặc biệt trên một cái vùng chấn đất là gọi là đồi núi không trồng được cây gì thì là cải tạo rồi là trồng thêm diện tích bưởi da xanh. Hy vọng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực của người dân, trong thời gian tới, cây bưởi da xanh mang lại giá trị kinh tế cao hơn nữa cho vùng đất đồi này. Thêm vào đó, việc đưa cây bưởi da xanh vào trồng đã và sẽ mở ra một hướng đi mới nhằm khai thác tối đa hiệu quả vùng đất đồi ở Tây Thành và nhiều vùng đất đồi khác.